Cảm ơn các bạn đến với kênh YouTube của Media Shop. Hôm nay Nguyễn Lê Hân Hạnh được giới thiệu đến các bạn một dòng loa kéo có tính năng như một dàn karaoke di động chuyên nghiệp. Đó là dòng loa kéo Anod KB41, thùng gỗ vừa mới được sản xuất gần đây. Đây, trước mắt các bạn là dòng loa kéo KB41 còn nguyên trong thùng. Thì bây giờ hiện tại mình sẽ tiến hành mình khui thùng ra để cùng tham khảo thử cái dòng loa này nó hay như thế nào các bạn nhé. Đây, khi khui thùng chúng ta sẽ có hai hộp phụ kiện. Phụ kiện này chúng ta sẽ có một USB 16GB chứa khoảng từ 1.200 bài hát MIDI. Chúng ta có nghĩa là khi dùng USB này chúng ta không cần dùng Internet hoặc là 3G trên điện thoại. Các bạn vẫn có thể tải ứng dụng về miễn phí và kết nối với cái loa và phát nhạc ra bình thường. Thì ở đây chúng ta sẽ có thêm hai micro không dây sóng U đi kèm theo máy. Còn đây là cái dùng để mình gác cái micro vào loa. Chúng ta có một sợi điện nguồn sạc, một remote điều khiển. Thì khi chúng ta dùng remote điều khiển, chúng ta phải có kết nối sợi dây HDMI lấy hình ảnh từ loa lên TV thì chúng ta khi đó mới thấy hình ảnh mà điều khiển bằng remote này. Còn cái remote này là chúng ta điều khiển dùng khi không dùng bằng USB này mà chúng ta dùng USB cá nhân. Các bạn có thể bấm chuyển chế độ từ live qua bên Bluetooth hoặc là chế độ ngắt tiếng rồi qua bài đây. Đây. Mình bỏ cái này qua một bên. Còn hộp này là gì chúng ta cùng khui ra nhé các bạn. Đây là các bánh xe. Ở đây chúng ta có tất cả là 4 bánh xe gắn ở dưới loa để cái việc di chuyển loa được dễ dàng hơn. Rồi ok. Đây mình sẽ kiềng cái loa này. Loa được bọc mút khá là kỹ. Nếu như các bạn ở tỉnh có thể yên tâm gửi về và không sợ ảnh hưởng đến chất lượng của loa luôn nha các bạn. Đây mút rất dày. Về ngoại hình ban đầu khi chúng ta nhìn vào thì có thể thấy khung loa được làm bằng gỗ khá là chắc chắn, rất dày các bạn ạ. Và phía sau đây là mặt sau, chúng ta có cái hộp chứa đây là cái bình ắc quy sử dụng điện được cho là lên tới 5 đến 7 tiếng. Hai bên chúng ta có tay nắm rất là chắc chắn để chúng ta khiêng. Dĩ nhiên là khi các bạn đã gắn bánh xe vào cái chân thì chúng ta sẽ không cần dùng tới cái tay nắm này nữa, chúng ta thay đẩy nhẹ nhàng. Đây là mặt trước của loa kéo Beatbox. Chúng ta có một chép còi và một bát 4 tấc. Và bên đây chúng ta có cái bảng điều khiển bên mặt hông. Và đây là giao diện các phím điều khiển của loa kéo Anod KB41. Ở đây chúng ta có một công tắc. Ở đây chúng ta có một cái ngõ xuất hình ảnh video bông sen màu vàng. Và kế bên là ngõ xuất âm thanh chắc hoa sen, chắc bông sen, trắng, đỏ. Và chỗ này chúng ta có ngõ xuất hình ảnh HDMI lên TV. Ở chỗ này là USB. Thì khi nãy chúng ta có USB tặng kèm 16GB, mình sẽ cắm vào đây. Trong đó nó có phần mềm để khởi động chức năng karaoke của loa. USB cá nhân chứa những cái dữ liệu cá nhân thì chúng ta sẽ cắm vào đây và điều khiển bằng cái nút này. Đây là cái nguồn điện mình sẽ cắm ở đây. Nếu như mà chúng ta có bình điện muốn đem theo để dự phòng thì chúng ta sẽ dùng điện 12V và đi vào ngõ đen trắng. Lỗ cắm micro, mic 1, mic 2 và điều khiển volume ở trên đây luôn. Ở đây chúng ta có cái volume của mic 1, volume của mic 2. Ở đây chúng ta có bass của micro, chép micro và echo độ vang. Và bên đây là phần của music, chúng ta có bass, chép và volume lớn nhỏ. Còn dưới đây là volume tổng. Thì đặc biệt loa kéo này chúng ta có cái ngõ vào
nếu như mình có vẫn có chế độ Bluetooth thì khi chúng ta chuyển chế độ Bluetooth mình sẽ bấm là phím mode. Ở đây chúng ta có phím mode để chuyển giữa chế độ Bluetooth nhé. Nếu mà chúng ta không sử dụng Bluetooth thì các bạn hãy đi vào cái đường âm thanh từ điện thoại, chúng ta cắm ngõ jack 3.5 ra AV thì mình sẽ cắm vào đây. Đây chúng ta có cái ngõ lim in này. Hiện dòng loa Arnold KB41 được đánh giá là tiếng micro rất là nhẹ, chống hú, đồng thời là có tiếng bass rất là quy lực. Các bạn có thể đến trực tiếp một trong 4 chi nhánh của VideoShop tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi đến 0902 799 186 để biết những chương trình khuyến mãi hiện tại của VideoShop rất là tuyệt vời dành cho dòng loa kéo KB41 này nhé. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip đợt sau.